Nhận định, soi kèo U23 Thái Lan vs U23 Malaysia, giải U23 châu Á 2022. Nhận định U23 Thái Lan vs U23 Malaysia, bảng C giải U23 châu Á 2022, 22 giờ ngày 5 tháng 6. Dự đoán kết quả, soi kèo U23 Thái Lan vs U23 Malaysia. Trận đấu giữa U23 Thái Lan và U23 Malaysia tại bảng C giải U23 châu Á 2022 diễn ra lúc 22 giờ ngày 5 tháng 6. Nhận định U23 Thái Lan vs U23 Malaysia. U23 Thái Lan vừa thoát khỏi trận thua trước U23 Việt Nam bộc lộ nhiều khoảng trống nơi hàng thủ. Dù vậy, đội bóng xứ chùa vàng vẫn sở hữu dàn nhân sự chất lượng ở cả ba tuyến, đặc biệt là tuyến giữa. Hàng tiền vệ áo xanh kiểm soát bóng rất tốt, biết cách tạo ra sức ép lên phần sân đối phương, tấn công đa dạng. Nếu chắc chưa hơn những cơ hội và chơi với tốc độ cao, U23 Thái Lan sẽ có nhiều khả năng đánh bại Malaysia. Dù vừa thua thảm U23 Hàn Quốc, nhưng U23 Malaysia vẫn còn nguyên cơ hội giành vé vào tứ kết nếu đánh bại Thái Lan và Việt Nam. Đương nhiên, nhiệm vụ trên không hề dễ dàng bởi cả hai đối thủ này đều mạnh hơn thầy trò huấn luyện viên Manoli. Cách đây không lâu, Malaysia từng đánh bại Thái Lan ở vòng bảng SEA Games 31 nhưng đó là trận đấu người Thái thiệt quân vì thẻ đỏ. Cách duy nhất giúp U23 Malaysia nghĩ tới một chiến thắng ở trận đấu tối nay là tập trung phòng ngự, thật chặt và chờ cơ hội phản công. Dự đoán kết quả U23 Thái Lan vs U23 Malaysia 2-0. Đội hình dự kiến U23 Malaysia: Arigani, Quentin Chen, Muhammad Arin Afif, Harith Thaiku, Ajam Admi, Mukhari Emo, Nick Akib, Lakman Hakim Samsudin, Harry E. Hakim, Jikri Khalili, Daniel Astri. U23 Thái Lan: Kiatifong Udom, Chad Mongko, Jonathan Kemdi, Krisa Dakaman, Luxumit Kelsen, Ekanit Pania, Thanawat Sumchi Thagun, Chanarong Prongkul, Chayapipas Supumpasak, Sophanat Muanta, Ojibu Kiriram. Tỷ lệ cược U23 Thái Lan vs U23 Malaysia. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move.